Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách cắm các loại hoa nhỏ như thế này, là cúc họa mi này, thạch thảo này, trắng thạch thảo tím và hoa gì nhỉ? Điểm nữa nhá. Thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái nọ nước để mình cắm nhé. Bình nước này. Và bây giờ mình sẽ cắm vào cái bình này nhé. Tại cái bình thì còn nước nhiều một chút các bạn nhé, vì khi cho chúng ta cắm hoa 1-2 hôm ấy mà không cho nước thêm ấy thì là nó sẽ bị đổ nhá. Để cho hoa tươi thì các bạn sẽ cắt cho mình cái phần gốc này nhá, một đoạn, và mình cắt vát thì nó sẽ giữ được độ tươi lâu. Cắm vào cho mình. Thạch thảo tím các bạn ạ, bạn cũng cắt ra cho mình. Và mình cũng cắt cái phần gốc phát ra nhé. Thạch thảo trắng này các bạn cũng cắt cái phần gốc ra cho mình, bỏ hết những cái cành rong ở dưới đi, và mình cũng cắt vát để nó giữ được, hút được nước nhiều. Bẻ hết những cái cành rong này đi cho mình. Thì thành 3 lớp rồi nhé, vàng này, trắng này, tím này, đây là vàng cạnh này, mình sẽ cho bên cạnh một phần vàng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là những cái cành hoa họa mi trắng các bạn nhé. Bạn sẽ cắm điểm cho mình. Mình sẽ cắm điểm những cái cành hoa họa mi trắng vào trước.
Thì các bạn nọ hoa của mình đấy ạ. Và bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại nhé, để cho nó cân xứng. Như cái cần phần cái cành này. Kết hợp giữa hoa hoa mi với thạch thảo các bạn nhé. Và một ít hoa gì nhỉ, tự nhiên mình lại quên mất, làm cho nọ bình hoa của chúng ta đẹp hơn. À, các bạn nếu là mà khi chúng ta cắm hoa này thì mình cho nước ở dưới nhiều hơn một chút nhé, để cho nó giữ được ấy, không có nó hút nước rất nhiều ạ, làm cho hoa nó sẽ nhanh bị héo. Và mà để nhiều lúc hơi gió cái là nó cũng đổ vỡ bình nhé. Các bạn có thể để những nọ hoa này vào trong bàn ăn, phòng khách hoặc là phòng ngủ của chúng ta nhé, để lấy hương thơm tự nhiên của các loại hoa tùy theo mùa. Chúc các bạn và gia đình có những loại hoa, những nọ hoa nhé, cho gia đình nhà mình nhé. Mình cũng không phải là cắm đẹp, nhưng nhiều lúc mình muốn giải trí bằng những cách cắm hoa đơn giản thôi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mặt này mình sẽ cho ra đằng trước là đẹp nhất ạ.